mặt tại trung tâm văn hóa Pháp Vân ở thành phố Mississauga. Được biết đây là ngôi chùa với những chương trình sinh hoạt rất là trọng thể, vì đây là một trung tâm đã được xây dựng do thầy Thượng Tọa Thích Tâm Hòa đã và cũng như các tăng ni khác đã hợp sức để xây dựng nên trung tâm văn hóa này. Và hàng năm vào ngày lễ Phật đản thì chúng ta thấy ở đây có rất là nhiều các Phật tử quy tụ về để có một cái không khí rất là trang nghiêm. Năm nay lễ Phật đản rơi vào ngày 26 tháng 5 và được tổ chức vào ngày cuối tuần 3 tháng 6. Và hôm nay thì Diễm Hương được biết là có một số các tăng, các thượng tọa đến từ khắp nơi cùng với Thượng tọa Thích Tâm Hòa để cử hành đại lễ Phật đản, và đồng thời cũng có những nghi thức. Xin quý Phật tử hoan hỷ trang nghiêm chắp tay trước ngực để cung đón chư tình đức tăng ni. Và chủ tịch toàn bộ thánh văn tàng. Và hôm nay trong không khí trang nghiêm kính mừng khánh đàn, thánh văn tàng vừa được biên dịch và ấn tống sẽ được ban tổ chức thành kính dâng lên cúng dường đại lễ khánh đàn của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Chúng con thành kính cung kính chư tôn đức hiền đức hoan hỷ há tòa vào vị trí mà ban tổ chức chúng con đã dành sẵn. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý đạo hữu, tiếp theo chương trình chúng con xin mạng phép được điều khiển và trình lên chư tôn đức chương trình hành lễ Phật đản chiều hôm nay như sau. Thứ nhất là thông qua chương trình. Thứ hai là lễ chào quốc kỳ, đạo kỳ và phúc nhập từ bi quán. Thứ ba là diễn văn khai mạc. Thứ tư là lễ dâng hoa cúng dường và nghi lễ cầu nguyện. Thứ sáu là đạo từ của đại diện chư tăng. Thứ bảy là đôi lời về quá trình phiên dịch đại tạng kinh. Thứ tám là khai pháp bảo. Và cuối cùng là phần cảm tạ của ban tổ chức và chương trình văn nghệ mừng khánh đạt kỳ đạo kỳ Phật giáo và phúc nhập từ bi quán. Chúng con thành kính cúng thỉnh chư tôn đức tăng, kính mời toàn thể quý đạo hữu cử thân trang nghiêm hướng về quốc kỳ và đạo kỳ để cử hành lễ chào cờ. Lễ chào cờ bắt đầu. Lễ chào quốc kỳ Canada, cử quốc ca Canada. The National Anthem of Canada. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, cử quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. The National Anthem of the Republic of Vietnam. Lễ chào Phật giáo kỳ quốc tế, cử nhạc Phật giáo Việt Nam. The presentation of the International Buddhist flag. Sao Việt Nam không nhất tăng nằm chung từ đây, một lòng chung
trên lưu vực sông Hằng ngày nay đã mọc lên tươi tốt khắp nơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con tin tưởng vững vàng nơi tương lai đạo Phật. Trong gia tài của nhân loại, đạo Phật còn đỏ như viên Như Ý Bảo Châu, cho chúng con nhận thức rằng tinh thần đạo Phật là chất liệu liên kết được con người trong ý hướng phụng sự hòa bình. Cho chúng con nhận thức rằng chỉ có tinh thần phá chấp và tình thương yêu chân thật mới có thể cứu được chúng con khỏi sa đọa vào vực thẳm. Giờ đây trên thế giới, mọi người đang thanh tịnh nhập từ bí quán. Ôi mát mẻ làm sao, dòng suối từ bi của Phật. Bản thân chúng ta là từ bi, không khí chung quanh ta là từ bi, và tất cả hành động của chúng ta đều do từ bi thúc đẩy. Lực lượng từ bi tâm sẽ làm rão khô dòng lệ, làm nở nụ cười tương thân tương ái, và đưa nhân loại qua khỏi biển sầu thương. Phúc nhập từ bi quán bắt đầu. Liệt vị, hàng năm cứ đến mùa sen nở, mùa hạ về, cũng là thời điểm những người con Phật khắp nơi trên thế giới cùng nhau hân hoan đón mừng ngày khánh đản của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, đón mừng Đấng Đạo Sư Thị Hiện Tiêu Trừ nhân sinh an lạc. Trong tinh thần đó, để mở đầu chương trình đại lễ Phật đản hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Tâm Hòa, trụ trì chùa Pháp Vân, trưởng ban tổ chức đại lễ, đọc diễn văn khai mạc. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch hiện tiền chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý thân hào nhân sĩ, quý đồng hương Phật tử, kính thưa toàn thể quý liệt vị, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất an. Như Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Hoa, ba cõi bất an giống như nhà lửa. Quả thật vậy, ba cõi dục, sắc và vô sắc giới đã và đang thiêu đốt bởi tham, sân và si, bởi cuồng tín và bạo lực, bởi lòng thù hận và chiến tranh tàn khốc, bởi thiên tai và nhân họa, mà cụ thể mới đây nhất là trận đại dịch COVID-19 kéo dài mấy năm qua. Nương oai lực của hiện tiền chư tôn đức tăng, chúng tôi trân trọng khai mạc đại lễ Phật đản lần thứ 2647. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thì Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thiêng liêng này, các em thanh thiếu nhi gia đình Phật tử Pháp Vân xin được thành kính dâng lên Đức Từ Phụ đó hoa kết tâm từ thanh tịnh của tam nghiệp, xin cung kính cúng dường Ngài. Lễ dâng hoa bắt đầu. Trí cao với từ bi chứng giám. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Lần thứ 2647 do Trung tâm Văn hóa Phật giáo Pháp Vân tổ chức đến đây đã hoàn mãn. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ thăm tạ công đức Chư Tôn Thiền Đức đã thu xếp Phật sự tại Bổn Tự để cùng về đây tham dự và chứng minh cho đại lễ hôm nay. Sự hiện diện của Chư Tôn Đức không những chỉ làm cho buổi lễ được thêm phần trang trọng mà còn là sự khích lệ lớn lao cho hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu tập và phụng sự Tam Bảo. Chúng con xin thành kính cầu nguyện hồng ân tâm bảo, gia hộ Chư Tôn Thiền Đức, phước trí nhị nghiêm, bồ đề quả mãn, để mãi mãi là nơi nương tựa tâm linh cho chúng con. Ban tổ chức chúng tôi cũng xin thành kính tán dương công đức quý Phật tử đã hoan hỷ về đây tham dự đại lễ và góp lời cầu nguyện. Và cũng không quên tri niệm công đức của quý Phật tử, đạo hữu trong ban trai soạn, quý thiện nguyện viên trong các ban ngành đã đóng góp công, góp sức để buổi lễ được thành tựu mỹ mãn. Xin thành kính hồi hướng công đức lên Tam Bảo chứng minh và nguyện cầu cho quý đạo hữu cùng thân quyến được vô lượng an lành và gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.